Trước khi bước vào mùa giải này, có lẽ không nhiều người nghĩ rằng Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam lại khởi đầu chật vật đến vậy. Vẫn còn đó những Yusuf Toure, Zaru Chahar hay Tuấn Mạnh, nhưng đội bóng phố biển đang là cái tên duy nhất chưa giành được bất cứ điểm số nào tại sân chơi số 1 Việt Nam. Vòng 3 này, thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân sẽ được trở về sân nhà 19 tháng 8 Nha Trang tiếp đón câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, khả năng giành chiến thắng của Sana Khánh Hòa đang bị giới chuyên môn đặt dấu hỏi. Chỉ sau 2 vòng đấu, hàng phòng ngự của đội bóng phố biển đã phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần. Sự lơi lỏng nơi hậu tuyến đang là điểm yếu chết người của Sana Khánh Hòa. 3 lần chạm trán gần đây tại V-League, Sana Khánh Hòa đều không thể đánh bại Hải Phòng, trong đó đội bóng phố biển hòa 1 và để thua 2 trận. Đó rõ ràng là những con số thống kê chống lại đội chủ nhà. Trong khi đó ở chiều ngược lại, các học trò của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang hưng phấn tột độ sau chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Nam Định. Ngoài tinh thần thi đấu kiên cường, đội bóng đất cảng còn đang sở hữu những ngoại binh chất lượng như Jemilin, Empande hay Andre Fagan. Xét về thực lực, ở khía cạnh nào đó, Hải Phòng còn nhỉnh hơn Sana Khánh Hòa thời điểm hiện tại. Vấn đề với thầy trò ông Trương Việt Hoàng là bản lĩnh mỗi khi phải thi đấu xa nhà. Cụ thể, đội bóng đất cảng đã trải qua 9 trận sân khách liên tiếp không biết mùi chiến thắng xuyên suốt từ mùa giải năm ngoái. Liệu đội chủ sân Lạch Tray có thể chấm dứt thành tích đáng thất vọng ấy, hay Sana Khánh Hòa sẽ lần đầu được hưởng niềm vui tại V-League mùa giải này? Mọi chuyện sẽ sáng tỏ sau trận thư hùng trên sân 19 tháng 8 Nha Trang vào lúc 17 giờ ngày 5 tháng 3.